Thông tin này được Hyundai Sandabimoto tiết lộ, và những khách hàng quan tâm có thể đặt trước với mức phí 777 RM. Cùng với thông báo này, hãng cũng cung cấp bảng thông số kỹ thuật cho mẫu xe phân khúc hạng C, với chỉ một biến thể duy nhất, được trang bị động cơ Smart Stream 1.6L với 4 chế độ Eco, Smart, Sport và Comfort. Động cơ 4 xi lanh hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 120 mã lực tại vòng quay 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn 154 Nm tại vòng quay 4.500 vòng trên phút, với hệ thống dẫn động cầu trước thông qua hộp số chuyển động thông minh của Hyundai với 8 cấp độ. Về trang bị, chiếc Elantra sẽ được trang bị đèn pha chiếu LED, đèn hậu LED và mâm 17 inch với lốp 225/45. Bên trong cabin là sự xuất hiện của cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT Supervision 10.25 inch, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch với hỗ trợ cho Android Auto và Apple CarPlay, đi kèm với tấm sạc điện thoại thông minh không dây. Những tính năng khác sẽ được tiết lộ thêm gần ngày ra mắt. Một điểm cộng lớn cho Elantra là bao gồm cả bộ an toàn Smart Sense của Hyundai và hệ thống hỗ trợ người lái, bao gồm cảnh báo va chạm trước, cảnh báo va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt phía sau hỗ trợ tránh va chạm, đi kèm với hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ theo làn, kiểm soát hành trình thông minh với chức năng dừng và đi, cảnh báo sự chú ý người lái và hệ thống giám sát áp suất lốp. Tất cả những công nghệ này đi kèm với một thân xe dài 4.675mm, rộng 1.825mm, cao 1.430mm với chiều dài cơ sở được kéo lên mức 2.720mm. Những thông số này khiến CN7 dài hơn 55mm và rộng hơn 25mm so với bản Ad Elantra facelift thế hệ thứ 6, đồng thời có chiều dài cơ sở lớn hơn nhưng chiều cao thấp hơn 20mm. Thân xe được thiết kế theo chủ đề thiết kế thể thao gợi cảm và động lực học tham số, tạo ra một diện mạo thực sự đặc biệt trong phân khúc mà những mẫu như Honda Civic, Mazda 3 và Toyota Corolla đang chiếm lĩnh. Chúng ta sẽ chỉ nhận được đầy đủ thông tin cũng như mức giá khi mà Elantra được chính thức ra mắt, sẽ sớm thôi khi mà năm 2020 sắp kết thúc trong vài tuần nữa.